Chúa Nhật 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Thông ban sự sống thần linh. Suy niệm tin mừng Thánh Gioan, Chúa Nhật 20 thường niên 5B. Ngoài những điều được muôn người theo đuổi, khao khát, ước mong như tiền bạc, sắc đẹp, địa vị cao, còn có một điều được quý trọng hơn cả, đó là sự sống. Đúng thế, người ta tìm đủ mọi cách để duy trì sự sống với bất cứ giá nào, và người ta sẵn sàng chút hết tiền bạc để mua thêm một thời gian sống. Khi phát hiện mình bị bệnh nan y và chỉ còn sống được chừng 3 tháng, bệnh nhân cảm thấy rụng rời kinh khiếp, và người đó sẵn sàng chút hết tất cả tiền bạc, của cải, tài sản mình có để mua thêm chừng 5-10 năm sống nữa. Sự sống của loài người rất đáng quý, nhưng sự sống này có thể bị bệnh tật, tai ương cướp đi lúc nào không hay. Trong khi đó, có một sự sống rất đỗi tuyệt vời, không bao giờ lụi tàn, không bao giờ mất đi, đó là sự sống của Thiên Chúa. Vì yêu thương con người là thụ tạo ưu việt của mình, Thiên Chúa ban cho họ đủ mọi thứ cần thiết trên đời. Nhưng trong những món quà Thiên Chúa tặng ban, thì món quà quý báu nhất là sự sống của chính Ngài. Nhưng làm sao đem sự sống của chính mình ban tặng cho người khác? Không ai có thể thông truyền sự sống của mình cho người khác được. Tuy nhiên, Thiên Chúa là đấng toàn năng, Ngài có thể làm được mọi sự. Ngài có thể truyền sự sống của chính Ngài cho tôi, cho bạn, cho mỗi người chúng ta. Bằng cách nào? Muốn cho cành nho tiếp nhận được sự sống của thân nhỏ, thì nó phải được tháp nối lên một với thân nhỏ. Không tháp nối với thân thì không có sự sống. Muốn cho một bàn tay bị cắt lìa thân được tiếp nhận sự sống từ thân thể, thì bàn tay đó phải được ghép nối vào thân thể. Không được tháp nối lên với một thân thể thì không thể nhận được sự sống. Vậy muốn cho loài người tiếp nhận được sự sống của Chúa Giêsu phục sinh, thì phải làm cho họ kết hợp nên một với Chúa Giêsu phục sinh. Để thực hiện việc này, Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể, hiến ban thịt và máu của Ngài dưới hình bánh rượu làm của ăn cho nhân loại, để cho những ai lãnh nhận mình máu thánh Ngài thì được nên một với Ngài, được ở lại trong Ngài như lời Ngài phán: ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Và một khi được nên một với Chúa, thì sự sống của Chúa cũng sẽ được thông truyền cho chúng ta. Điều tuyệt vời là sự sống mà Chúa Giêsu thông ban cho những ai tiếp nhận mình máu Ngài không phải là sự sống sinh vật có thể bị lụi tàn theo năm tháng, mà là sự sống vĩnh cửu không bao giờ tàn phai. Chúa Giêsu khẳng định điều này: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Lạy Chúa Giêsu,
Chúa ban chính mình máu Thánh Chúa cho chúng con, để chúng con được nên một với Chúa, được đón nhận sự sống của Chúa, nhờ đó được sống hạnh phúc muôn đời. Đây là quà tặng quá đỗi tuyệt vời, là hồng ân vô cùng cao quý, không gì sánh được. Xin cho chúng con đừng thờ ơ, hờ hững với món quà vô giá này, nhưng biết sốt sắng lãnh nhận hồng ân này với tâm tình cảm tạ sâu xa. Amen.